Chưa có đám cưới nào chú rể khóc nhiều, cô dâu cười nhiều, khách mời vui nhiều thế này. Đám cưới Trấn Thành và Harry khiến người xem động lại nhiều cảm xúc, đặc biệt là những giọt nước mắt của Trấn Thành. Vừa qua, đám cưới Trấn Thành và Harry đã chính thức diễn ra. Có thể nói, đây là đám cưới thu hút sự chú ý của khán giả, truyền thông, bởi từ khi yêu nhau, cặp đôi đã gặp phải không ít ồn ào. Có lẽ cũng chính vì thế mà khi lên phát biểu, Trấn Thành đã khiến cho không ít người rơi lệ khi anh chia sẻ đầy xúc động về hôn lễ. Có thể nói trong tất cả những ngày vừa qua, ai cũng nghĩ rằng đây là một câu chuyện đùa. Thực sự ngay bây giờ, đứng trên sân khấu này cũng không nghĩ là mình đã giả từ cuộc đời độc thân rồi đấy. Như một câu chuyện cổ tích rất nhiệm màu, Thành đã được gặp Harry, một lần nữa xin được cảm ơn Harry đã đồng ý cùng Trấn Thành mua một chiếc vé xe để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại của mình. Cảm ơn em rất nhiều. Trong suốt một năm qua, có rất nhiều chuyện ồn ào xoay quanh mối tình này. Dĩ nhiên hai đứa cũng không biết là đã làm sai cái gì, nhưng mà chắc có lẽ sai thời điểm. Mọi người biết đến hai đứa yêu nhau với một thời điểm hơi nhạy cảm, không có hợp lý để người ta tin hai đứa này yêu nhau thật. Thực sự với Trấn Thành từ xưa tới giờ là người thích tự do, không thích sự ràng buộc, không bao giờ Thành nghĩ là Thành lấy vợ sớm như vậy. Trong cuộc đời khi mà gặp Harry, Thành không biết là mình có thể yêu nhau được bao lâu. Nhưng mà chắc chắn là khi đã quyết định cưới nhau, ở với nhau, thì Thành cũng không hy vọng cuộc đời này chỉ toàn nụ cười, điều đó viển vông lắm. Chỉ hy vọng rằng là mỗi khi khó khăn, sắp buông tay, thì mình nghĩ tới những giây phút này đây. Có rất nhiều người chứng kiến cảnh này để vị tha hơn, bao dung hơn, bỏ qua cho nhau để có thể đi đến suốt cuộc đời. Khi phát biểu, Trấn Thành vô cùng xúc động bởi anh biết từ nay mình phải sống có trách nhiệm hơn để mang lại hạnh phúc cho Harry. Những giọt nước mắt của Trấn Thành như lời tự hứa với lòng mình, anh sẽ không để người con gái anh yêu phải đau khổ thêm một lần nào nữa. Rất nhiều người đã cảm động trước tấm chân tình của chàng diễn viên, MC luôn nói những câu hài hước, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự sâu sắc, chân thành và nhiều trải nghiệm. Còn Harry, cô hạnh phúc bởi sau bao sóng gió đã tìm được người thực sự yêu thương và hiểu mình. Chưa bao giờ Harry cười hạnh phúc và mãn nguyện đến thế. Trái với màn xúc động khi làm lễ, khi đi chúc rượu mừng từng bàn, Trấn Thành Harry lại vui cười và nhắn nhít hết cỡ, đúng chất hài hước của hai người ở ngoài đời. Bên cạnh đó, các khách mời là những danh hài nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong showbiz cũng góp vui, khiến không khí đám cưới trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Sau những giọt nước mắt hạnh phúc, chính là lúc mọi người cùng nở nụ cười và nhảy múa để chúc mừng cho đám cưới được quan tâm nhất, hot nhất và hài hước nhất, hạnh phúc nhất trong năm qua. Thoát khỏi hình ảnh cô dâu chú rể, Trấn Thành Harry lại trở thành một danh hài, MC vui vẻ và tự nhiên bên cô ca sĩ người Hàn luôn nhí nhảnh và rạng rỡ. Cả hai thoải mái và say đắm như hồi họ mới yêu. Những khoảnh khắc vui vẻ của Harry và Trấn Thành truyền cảm hứng cho các khách mời. Có lẽ chưa có một đám cưới nào trong showbiz mà khách mời lại hài hước, tinh nghịch và quậy vui đến như thế. Mọi người cười vui vì giữa showbiz nhiều ồn ào, vẫn có một đám cưới đem lại nhiều điều bất ngờ, hạnh phúc và niềm tin đến như vậy.